Hello, xin chào anh em. Nhân dịp hôm nay là chuẩn bị sang năm mới rồi, mình sẽ làm một cái clip trôn nhẹ nhẹ mấy đứa em trong xóm nha mình. Trứng và giấy, xem thử hai clip, hai cái này còn nó có liên quan gì đến nhau nha các bạn. Ok, và hiện tại mình đang ở khu gọi là AB Farm. Ok. Sau khi kêu gọi lôi kéo quyến rũ được ba đứa em trong xóm nha các bạn. Đây là Bảo thông thạo này, dùng Gia Giá và Luân. Sao không biết họ ăn thử giới thiệu mất cái clip hay đấy đi. Ở đây là Luân láo lời nha các bạn. Mình sẽ làm một cái mini nhẹ nhẹ các bạn. Phần thưởng thứ nhất là bằng tiền, thứ hai là bằng vật chất. Nếu như ai thắng thì sẽ được ăn hết quả dưa hấu này, quả dưa hấu to nhất thế giới các bạn, mớ bánh chưng bánh tét. Ok, chúng ta sẽ vào nội dung chính ngay bây giờ. Và cái nội dung của mình là mình sẽ lấy một tờ giấy và mình sẽ cắt làm ba miếng như này, rất là đơn giản luôn. Và các bạn sẽ cầm hai tờ giấy đã theo chiều như này và các bạn sẽ làm sao mà được cả hai tờ giấy rớt ra cùng một lúc thì cái phần thưởng lớn nhất của bạn sẽ được hôm nay là được 500.000. Ok. Rồi, ok. Gì nha, ví anh không có gì, đúng là không có gì ngoài tiền. Ai là chủ nhân của phần quà ngày hôm nay thì các bạn tiếp tục theo dõi các bạn. Ok. Bây giờ là 500.000 với một quả trứng gà. Nếu như mà được thưởng thì lấy 500.000, còn bị phạt sẽ ăn một quả trứng gà, ăn quả trứng gà sống. Ok. Còn thứ hai là 100.000 và những quả ớt. Đấy. Cái lần thứ nhất là ta sẽ thử với phần thưởng này. Thứ hai, thứ ba, thứ tư đấy. Ai sẽ là người xung phong đầu tiên? Vỗ tay. Ok. Và đây là một streamer, một youtuber chân chính và anh Luân sẽ thử và Luân sẽ chọn phần thưởng đi. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ 500.000. Luân đồng ý 500.000 không? Hay là bao nhiêu lần? 30 hả? Bảo hướng dẫn cách xé giấy nào. Đây. Hướng dẫn luật. Đây. Xé hai tờ giấy đây cùng một lúc. Làm sao tách ra làm ba. Tách ra là 3 là tháng. Rồi. Không cần gì nhiều hết ạ. Hiểu. Tháng. Rồi. Không cần gì nhiều hết ạ. Hiểu. Tách ra 3 tháng à? Không cần gì nhiều hết. Nói mình dịch theo chiều nào cũng được đúng không? Nói chứ... Đồng ý với phần thưởng là ăn một trái ớt, ok chưa? Ok. Và 300.000 rồi, ok. Và sau đây Luân sẽ tiến hành thử. Để mình dịch theo chiều nào được đúng không? Dịch chiều nào được vậy đây? Từ đếm 1 2 3 dịch nha. Nào, 1, một trái ớt. 2 3. Và đây là phần thưởng. Đây là người của anh ta. Ôi nhìn mẹ bay tiền. Bay tiền luôn à? Ăn cháo luôn. Ăn hết, ăn lần phát nốt ở trong gì đâu mà. Ngọt vàng. Gì đâu mà. Ngọt vàng. Rồi mình cắn phát nốt luôn mẹ nó khỏi nhai. Đọc vào đây mẹ nó. Mình cắn hết luôn. Rồi ok và ai sẽ là người tiếp theo? Okay, là em rồi. Rồi ok, Dũng sẽ chọn phần thưởng bao nhiêu? 500.000 cho máu đây em. Thôi, 30.000 thôi. Rồi. 30.000 à. Luân có biết muốn thử tiếp tục thử không? Thôi. Làm trái nữa. Ngọt vàng. Nụ cười em vẫn như xưa mà lòng em sao khác rồi. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Đây nghiên cứu kỹ đây, khi nào sẽ phải nói nha, ok. Cái cục đánh cay. Cay thôi chứ cũng không có đáng. Ôi tao tí nữa anh tài trợ cho chúng mày mấy chai nước. Ngon ạ. Ok. Cảm giác là cà phê đấy các bạn hãy thử đi. Thôi giờ tăng lên, tăng giá 1 triệu. Bỏ vào lên, tăng giá 1 triệu cho anh. Ôi mẹ, tiền nhiều quá bay, gió bay. 500 thôi, triệu cũng lấy được. Và thử đẳng cấp của Báo đi. Ăn trứng sống à? Canada đây mình nghĩ ra mình làm được đi đâu mà ra lấy ra hết. Dưỡng nói là dưỡng làm được. Đúng là con rồi. Và Báo sẽ thử, dỡ lên đây cho các bạn xem, dỡ ra chặt tờ giấy này. Ok. lo, rượu đây rồi. Rượu đây. Đừng lo, rượu đây rồi. Đừng lo, rượu đây rồi. Một quả trứng sống là bình thường cho anh Bảo. Rồi anh mà còn mặc dù còn dính cứt gà nhưng mà mình ráng bóc cứt gà đây ăn còn được. Mặc dù còn dính cứt gà nhưng mà mình ráng bóc cứt gà đây ăn còn được. Mặc dù còn dính cứt gà nhưng mà mình ráng bóc cứt gà đây ăn còn được. Quá trời tai nạn đây, xả rác bừa bãi quá, xả rác đây. Chút nữa lợm. Vô lòng đó. Má giống như ăn đờm của mình nha. Cho thử. Và bạn thân của Bảo đến giúp sức cho Bảo ăn quả trứng sống. Ủa, anh kia rất là tăng động rồi. Ok, và như vậy qua màn thử thách và ba đồng chí đã không có ai được phần thưởng nha các bạn. Sau đây mình sẽ lên một vị trí rất là ok, đó là trường học, để chúng ta sẽ xem thử ai sẽ chiến thắng được cái mini game ngày hôm nay. Ok, và sau khi mình đã ở AB Farm xong và bây giờ chúng ta sẽ tiến lên các em nhỏ ở trên trường nha các bạn, để xem các em nhỏ có vượt qua được cái thử thách ngày hôm nay không. Và chúng ta sẽ chiêu mộ hai đồng chí này đi cùng. Ok, và bây giờ mình đang ở hiện tại đang ở trước cổng trường. Đấy, có những chú học sinh rất là tò mò không biết là hôm nay mình sẽ làm cái mini game gì bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái mini game này các bạn, rồi chú Bảo giới thiệu cho các bạn đây. Ok, đây là mini game xé giấy và được tiền. Mà nếu như mà xé không được thì phải ăn ớt. Ok. Ở đây và phần thưởng của chúng ta ngày hôm nay là lớn nhất là 1.150.000. Đấy và 10.000. Mày chắc phần thưởng ba cái ớt này chắc không ai dám ăn được. Thôi bớt một cái ớt thôi. 500 là bớt được này. Ok. Ok, và cái thử thách của mình là sẽ xé tờ giấy kia ở đó. Quay lại bằng. Xé. Thấy chưa? Đấy, xé tờ giấy này, nó là xé tờ giấy. Cầm hai bên, đúng rồi, cầm hai bên như anh Bảo đấy. Và xé tờ giấy ra. Nếu như mà rớt làm ba thì các bạn sẽ được một trong những phần thưởng tùy các bạn chọn. Nếu như mà không được thì các bạn sẽ ăn hết bao nhiêu đó đấy. Đó, tùy các bạn chọn. Ok. Và có tùy phần thưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Càng đông càng vui nào các bạn. Rồi, ok. Và ai sẽ là người thử đầu tiên nào? Ớt mà. Ớt này ớt ngọt. Ớt này ớt ngọt. Có quyền thử ớt trước khi ai thử nào. Ok, trong một đằng pháo tay nào. Ok, và các bạn thấy chứng kiến nào, và đây là rồi bắt đầu. Không thành công, thử thách đầu tiên không thành công, và phần thưởng các bạn là ớt. Rồi mình được. Em bao nhiêu tuổi rồi? Wow. 13 tuổi, học có mấy rồi em? Lấy rồi. Mà. 13 tuổi đúng không? Rồi, ok. Và em chọn phần hướng nào? 50.000, ok, 50.000. Ước gì anh đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tênh. Không, nhai chỉ cần nhai nửa trái thôi. Ok, ưu tiên các bạn nhai nửa trái thôi, lát nữa mà này. Rồi, đây là gương mặt của chúng ta, anh rất đẹp trai rồi. Rồi mà có thể sẽ dơ ra trước đây, sẽ cho các bạn cùng thấy. Rồi, sẽ chưa, chắc chưa. Ok, thử đây. Không thành công. Rồi, một đứa một đứa rồi. Đều lên tí mua nước để uống. Đó. Ồ, hay quá, vỗ tay. Ồ, hay ồ. Ớt ngọt. Ô, cái này hay rồi. Ăn được, đúng rồi. Ok, và sau vừa rồi là thử thách ăn ớt và không có ai vượt qua được thử thách này, và chúng ta sẽ tiến hành đến thử thách là ăn chanh nha các bạn. Và ăn chanh, và hiện tại có rất nhiều bạn nữ, bạn gái tò mò đứng đây rồi, không biết có muốn thử hay không. Ok, và chúng ta sẽ tiến hành thử nào. Và bây giờ là thử thách ăn chanh, ai sẽ giơ tay lên xung phong đầu tiên nào? Đứa nào chưa thử. hai bên cùng lúc sẽ giật cầm như thế này hoặc là như thế này được. Chúng ta mình sẽ hai bên này. Trân trọng con tướng không? Trân trọng con tướng không? Trân trọng con tướng. Quá đầu luôn. Mình là Bill Roy mà. Đấy là phong cách. Đấy mới là chất chơi người rơi. Cho con tướng đi. Cho bao nhiêu? Cho bao nhiêu? Cho. Rồi ba mình ghiền với một mình canh rồi, ok. Rồi đói xé đi. À. Rồi và tự xử cho em ơi. Ăn đây em ăn đây. Ăn hết đây. Ok ok rất là ok. Vâng ai sẽ là người tiếp theo, ai sẽ là người tiếp theo nào? Rồi rồi em tên gì? Em tên gì? Phú 4, ok bạn Phú 4, bạn bao nhiêu tuổi? Bạn Phú bao nhiêu tuổi? Rồi ok bạn Phú 12 tuổi và bạn Phú sẽ chọn cho mình một cái thử thách, chọn cho mình một cái thử thách nào. Chọn phần thưởng bao nhiêu? 3.000 rồi, ok một miếng. Không bây giờ có kinh nghiệm rồi, bây giờ mình làm hai miếng, hai miếng. Người khác có kinh nghiệm rồi đó. Rồi ok 150 thêm một trái. Ba miếng. Rồi. Rồi ok. Rồi chơi. Rồi. Đâu đâu? À. Rồi, từ từ. Ăn từng miếng nha, ngồi ăn đàng hoàng, Chú chết được chứ. Không, tao đây này. Ôi chú hả? Ngọt đúng không? Rồi để từ từ để bạn nhỏ ăn, để bạn Phú 4 của chúng ta ăn hết này. YouTube channel. Cái cua. Bạn chủ quán có muối hột, có đường này cho bạn trẻ mình xin ít. Rồi hết chưa? Chưa đúng rồi, còn một miếng nữa mình phải chơi các bạn. Nam tử hán đại trượng phu rồi đúng không? Đúng rồi có thưởng các bạn. Rồi ok vỗ tay đây. Hiện tại là quán rất là đông người nhưng mà đứng xem thôi, không mua gì cho chủ quán cả. Đấy, và tiếp theo là ai sẽ là người thử tiếp theo nào? Đây. Ai chưa thử? Rồi ok. Em tên gì? Rồi một nickname rất là ok, Ganoi. Rồi Ganoi chắc năm nay chắc khoảng 12 tuổi đúng không? 13 lớn hơn tụi kia rồi, không biết là có qua được. Ok bạn sẽ chọn thử thách nào? Từ từ. 150 rồi phải thêm một miếng nữa. Và 3 miếng đúng không? Ok. Cầm sát em cầm cho đúng luật, em cầm ở giữa hai tờ giấy. Rồi chính xác vậy nó mới đúng. Rồi mình thực hiện nào. Thành công. Ok. Cẩn thận ăn nó mọc cây ở trong bụng. Bạn trẻ này ăn canh rất là ok luôn. Đấy, đổ không thấy chua chút nào luôn nhá. Không hề thấy chua. Chúng sở trường ăn chua rồi. Chúng sở trường ăn chua của bạn rồi. Ăn đấy 3 miếng ok. Ok không? Ok và ai sẽ là người tiếp theo? Rồi bạn tên gì? Chị ba. Chị ba rồi ok. Hôm nay chị ba sẽ thử thách với phần thưởng như thế nào? 150 đúng không? Ok 150. Chỗ đây là dính vết này. Ok. Và đợi chú Bảo sẽ rồi. Và phần thưởng là 150 cho lên đây cho mọi người xem nào. Đấy. Được không? Không được. Rồi ok. Bạn nói sẽ ăn nguyên trái. Chúng ta sẽ rất là ok, ăn hết. Nhìn vào đây. Ăn nước rất là ngon. Nước. Mở ra nhanh. Mau cứu. Cứu hỏa. Được chưa? À, bạn gì cái gì Phúc 4 hả? Hưng bò thử mấy lần rồi. Và ưu tiên cho người thử đầu tiên nào, có ai thử đầu tiên không? Ai chưa thử? Có ai chưa thử không? Hai chớt. Một triệu hai chớt, 1 triệu phải 2 chớt. 1 triệu 2 chớt. Phải ăn hết nha. Ăn hết chưa? Rồi ok. Rồi và đây là phần thưởng 1 triệu và 2 chớt, phải ăn hết. Ok. Vỗ tay lên. Vâng, và phần thưởng của anh ta là 2 chớt. Ngồi xuống em, ngồi xuống ăn. Rồi nước đâu, chuẩn bị tiếp phẩm. Rồi. Ăn 2 chớt, bạn trẻ này phần thưởng ăn 2 chớt. Này nếu như không được thôi nhá, không được thì thôi nhá. Không được có quyền bỏ cuộc. Anh đậu trái chưa ạ? Có nước rồi. Nước rồi, nếu không ăn được nữa thôi nhá. Ăn được không? Ăn được không? Thử lần 2 đã, thử lần 2 rồi. Ồ, ok, vỗ tay. Vỗ tay nào. Điện thoại em rồi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.